chú ý xem, chàng trai chỉ vung tay một cái, đã có thể dễ dàng cắm kim truyền dịch vào hộp sọ của cơ thể người, rồi hút máu bầm trong não ra một cách trực tiếp. Điều này đã làm viện trưởng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nói rằng mình chuyên nghiệp như vậy, nhưng chưa từng thấy kỹ thuật này, nhưng sao có thể, nhịp tim đã ngừng 2 phút rồi. Chỉ thấy chàng trai yêu cầu đưa cho anh ta Panadol, mở nắp nhẹ nhàng lắc đôi lần, rồi tiêm thẳng vào người cô bé. Nhưng trưởng cai nhìn, vẫn chỉ là một đường thẳng. Ông đưa ra câu hỏi, sao tim vẫn chưa đập? Anh bảo ông ta đặt tay lên và cảm nhận, tập trung vào bàn tay, đừng suy nghĩ, đừng thở, chỉ cần tập trung cảm nhận. Có rồi, có nhịp tim rồi, Tần Phong, anh thật tuyệt. Tiếp theo làm gì? Tiếp theo, tôi sẽ châm cứu. Dùng khí để châm. Dùng xanh vẫy đuôi. Hổ trắng ngẩng đầu. Rùa xám thăm hang. Phượng hoàng đỏ đón nguồn. Kim châm tứ tượng huyền thoại. Tần Phong, anh rốt cuộc là ai? Ba tôi đã dành cả đời nghiên cứu kim châm tứ tượng, cho đến phút cuối cùng cũng ngộ ra, nhưng chỉ dùng được một lần. Anh còn trẻ mà đã có thể dùng liền 4 lần. Tần Phong, anh rốt cuộc là ai? Nhịp tim và huyết áp đã ổn, cô bé đã sống lại. Tôi đã sửa xong kinh mạch bị tổn thương của cô ấy, không còn vấn đề gì lớn, cô ấy sẽ tỉnh lại trong chốc lát. Bác sĩ Tần, xin nhận tôi làm đồ đệ. Bác sĩ Tần giám đốc Mạch, con gái tôi thế nào rồi? Cái này, cô gái này, hãy kiềm chế nhé. Ban đầu con gái của cô đã rời đi, nếu trách thì trách người này. Anh ta không để con gái bà ra đi một cách yên bình. Anh không phải đã nói với tôi, có 70% cơ hội có thể cứu được con tôi sao? Tại sao lại trở thành như bây giờ? Anh là kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo. Tần Phong, điều đại kỵ của thầy thuốc chính là đưa ra quá nhiều hy vọng cho gia đình bệnh nhân. Con đường y đức này không phù hợp với anh. Tần Phong, đứa trẻ đã đi rồi, anh còn khiến nó chịu đau khổ, anh thật là độc ác. Giờ thì xong rồi phải không? Bà cứ đòi theo Tần Phong, đến mất cả mặt mũi rồi, nói bậy bạ gì thế? Cô gái à, xin hãy bình tĩnh, làm sao tôi không nóng giận được, con tôi đã mất rồi. Tôi xin thông báo, cuộc phẫu thuật thành công, cô bé đã được cứu. Gì cơ? Đúng vậy, cuộc phẫu thuật rất thành công, bé con của cô đã được cứu. Viện trưởng Bạch, ông nói thật à, ông không lừa tôi chứ, làm viện trưởng bệnh viện. Tôi nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm, Tần Phong anh ấy đã cứu sống cô bé, đương nhiên, lần này nhờ có Tần Phong. Dù được cứu sống, nhưng cũng chỉ là người thực vật mà thôi, trong tình trạng này, người thực vật cũng là một phép màu rồi, dù là người thực vật cũng không sao, chỉ cần con gái tôi còn sống, thì quan trọng hơn bất cứ điều gì, bé con của cô. Không phải người thực vật, là sao? Mẹ. Cô, mẹ. Làm sao có thể, vừa nãy đã chết rồi, bây giờ, sao lại nhảy nhót, anh làm cách nào vậy, tôi đi dọn đồ đây. Anh dọn đồ làm gì, để ra đi. Ông không phải đã đuổi tôi sao? Tần Phong xin nhận tôi làm đồ đệ. Tài năng của ông quá thấp tuổi cũng quá lớn, không đủ tư cách làm đồ đệ của tôi. Tần Phong, anh nói phải, cân nhắc cảm nhận của tôi, sự thật là như vậy. Lần này tôi ra tay, cũng là lần cuối cùng. Ra tay ở đây, tôi chuẩn bị rời khỏi đây rồi, anh muốn đi, tôi đã ở đây, ổn định 1 năm rồi, cũng nên đi thôi, lần này tôi ra tay, tôi hy vọng ông giữ bí mật, tôi không muốn rắc rối. Ba không quan tâm con dùng cách nào, nhất định phải giữ Tần Phong lại, ba à, anh ta chỉ là may mắn, cứu được cô bé, và người này có hành vi không đứng đắn. Hành vi không đứng đắn cái gì, nghe lời ba đi, Tần Phong chắc chắn là người rất đáng được trọng dụng, dù sao ba cũng đã nói rồi, nếu anh ấy thật sự đi, chúng ta cứ cắt đứt quan hệ cha con đi. Sao lại cắt đứt quan hệ cha con? Tôi nói thật đấy, ba. Ba. Dậy rồi à, uống ngút nước đi. Cô định làm tôi bỏng à? Xin lỗi tôi không cố ý, tôi lau cho anh, xin lỗi. May là không bị bỏng, lạ thật, sao hôm nay lại tốt với tôi thế này, không sa thải tôi nữa. Dù sao chúng ta cũng đã làm việc cùng nhau 1 năm, và hôm nay anh cũng có công, vì thế tôi quyết định không sa thải anh nữa. Sa thải tôi? Chỉ cần anh ký vào đây, anh sẽ lên chính thức ngay lập tức. Điều này chắc cũng là điều anh mong đợi bấy lâu nay, dù sao với trình độ học vấn của anh không thể lên chính thức được, tôi cũng coi như là đang mở cửa sau cho anh. Ký đi. Anh.
Tôi nói cho cô biết, tôi không quan tâm lên chính thức, và tôi sẽ rời đi. Đây là đơn từ chức của tôi. Tôi xin phép. Tạm biệt. Tần Phong đồ khốn. Tôi. Các người. Anh. Tiểu Mỹ, tôi và anh ấy chỉ là hiểu lầm, không phải như em thấy đâu, đừng nói ra ngoài nhé. Thật là bất ngờ gặp nhau, bất ngờ nằm trên ghế sofa. Nếu em đến muộn vài phút nữa, có phải quần áo trên người cũng bị bất ngờ cởi ra không? Tần Phong, nhanh giải thích với Tiểu Mỹ đi. Lười giải thích. Làm sao, anh đói lắm à? Người phụ nữ bình thường thế này, anh cũng thèm à? Không giống phong cách của anh, nhưng mà nếu anh thật sự có ý định, có thể xem xét tôi. Phượng Cửu đã dặn, tôi phải đáp ứng mọi nhu cầu của anh. Đừng đùa nữa, tôi nói này. Tôi chuẩn bị rời khỏi đây, báo với Phượng Cửu đi. Tôi và cô ấy đã kết thúc rồi, đừng tìm tôi nữa. Anh tự nói với Phượng Cửu đi. Cô ấy đến rồi, chưa đâu, nhưng sắp rồi. Vậy tôi phải nhanh chóng rời đi. Anh có thể đi, nhưng cô ấy phải chết. Người đàn ông của chiến thần, ngoài cô ấy, không ai được động vào. Cô nói gì thế, tôi sẽ giết cô ấy. Cô đang nói về Bạch Kiệt à? Tôi không có quan hệ gì với cô ấy cả. Nếu cô muốn giết cô ấy, cứ tự nhiên không liên quan gì tôi. Tạm biệt. Thông báo cho vệ sĩ bí mật, giải quyết một người. Tần Phong cái tên khốn nạn, lại dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi. Anh ta chỉ là một tên lưu manh biến thái. Nhưng anh ta sắp từ chức đi rồi. Đi rồi sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Không đúng. Là vì yêu cầu của ba, nên mình mới nhẫn nhịn giữ lại anh ta. Đúng chính là như thế. Mình không muốn nịnh bợ xin xỏ anh ta muốn đi thì cứ đi, tôi không tin. Ba sẽ thật sự cắt đứt quan hệ cha con với tôi. Đừng động. Chỉ là giết một người thường, sao phải cử sát thủ, hạng 50 của ám bảng đến giết, cấp trên có vấn đề à? Cô gái xinh đẹp, chúng ta chơi trò chơi nhé, tôi sẽ cởi trói cho cô, cho tôi thỏa mãn một chút, tôi đảm bảo, cô sẽ chết mà không đau đớn. Đừng la hét tôi sẽ cắt lưỡi cô trước. Tôi xin anh đừng giết tôi có tiền, tôi sẽ cho anh tiền, anh cứ đi đi được không, tôi sẽ không báo cảnh sát, chỉ cần anh không làm hại tôi chắc chắn sẽ không báo cảnh sát, tha cho cô. Tôi cũng muốn tha cho cô, dù sao cô cũng là một cô gái đẹp, tôi thật sự không nỡ. Nhưng nếu tôi không giết cô, tổ chức sẽ giết tôi, dù sao cũng phải chết, trước khi chết, chúng ta hãy vui vẻ một chút, cứu mạng. Đừng ép tôi phải giết cô, dù cô chết, tôi vẫn có thể vui vẻ với cô. Nuốt viên thuốc này, chút nữa, cô cũng có thể cười được, không? Cứu mạng. Không, cứu mạng. Gió. Không ngờ cô nàng Tiểu Mỹ lại chơi thật. Biết thế không kích động cô ta, lại kéo người vô tội vào. Tần Phong, cuối cùng anh cũng đến cứu tôi sợ lắm, tôi sợ. Được rồi, không sao rồi, tôi. Không ngờ lại bị dính phải Lâm Trào Thiên, không dễ giải. Tần Phong, tôi nóng quá, anh bật điều hòa giúp tôi được không? Được. Không được, đừng đi, tôi không muốn anh đi. Chị ơi, chị bảo tôi bật điều hòa, lại không cho tôi đi.
Chị định làm gì vậy? Hay là... chị tự đi bật đi. Tôi không biết, tôi cảm thấy... có lẽ tôi cần anh làm gì đó. Nếu anh không làm, tôi cảm thấy mình sẽ chết mất. Anh có thể giúp tôi không? Nếu tôi giúp cô, Phương Cửu có lẽ sẽ truy sát cô đến chân trời góc biển. Chị ơi! Chị phải kiên định một chút, chị có một tương lai tốt đẹp hơn. Tương lai, và hàng dài các chàng trai giàu có đẹp trai, đang chờ để theo đuổi chị. Chị không cần phải giao thanh xuân cho một kẻ rác rưởi như tôi. Chị có nghĩ vậy không? Không đúng, tôi thấy anh không phải là rác rưởi, anh còn khá là đẹp trai. Cô không phải thường ngày rất ghét tôi sao? Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu cô với tôi làm như vậy, khi đó cô bụng mang dạ chửa, một mình đi khám thai, còn tôi lén lút với các nữ y tá tỏ tình cãi vã, cô sẽ cảm thấy thế nào? Anh có phải là ngốc không? Vì vậy tôi khuyên cô hãy bình tĩnh, một gã tồi như tôi không hợp với cô, kẻo phí cả đời. Tần Phong, anh có thể đừng từ chức được không? Làm sao? Không muốn rời xa tôi à? Không phải thế, ba tôi nói nếu anh từ chức, ông ấy sẽ cắt đứt quan hệ cha con với tôi. Ông già đó còn làm ra chuyện như thế, ai biết được, ông ấy luôn đánh giá cao anh. Có lẽ, ông coi anh như một đệ tử, ông coi tôi như đệ tử của mình. Đúng vậy, trước đây cô bé kia, tình hình rất nguy kịch, ông ấy vẫn tin tưởng anh, còn trực tiếp hỗ trợ anh. Nếu không có ông ấy, anh có thể cứu được cô bé đó không? Tôi dựa vào ông ấy. Được, tôi dựa vào ông ấy. Anh chưa trả lời tôi, anh có thể không rời đi được không? Nếu tôi rời đi, những người của ám bảng chắc chắn sẽ không tha cho cô ấy. Dù sao nhiệm vụ đã được giao, nếu không hoàn thành, họ sẽ cử người có cấp bậc cao hơn để thực hiện cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, chỉ cần tối nay kiềm chế bản thân, không động vào tôi có thể cân nhắc việc ở lại. Nói như thể anh thiệt thòi vậy. Tần Phong, tôi thật sự không chịu nổi. Tôi đau khắp người. Tần Phong, anh là thằng khốn, anh còn là đàn ông không? Tần Phong, bây giờ tôi khó chịu quá, người tôi nóng bừng, anh giúp tôi cởi ra được không? Độc này quả nhiên rất mạnh, có vẻ không thể kiềm chế mãi, nếu không sẽ gây hại lớn cho cơ thể. Tôi có cách có thể giúp cô, cách gì anh nói đi. Anh, cô cũng là bác sĩ, cô cũng biết đây là hành vi bình thường, cô không muốn chết vì bệnh tật đâu nhỉ? Vậy anh không bao giờ được nói ra ngoài, cô có thể vào nhà tắm, tôi sẽ đợi cô bên ngoài, ngoài ra, mồm tôi rất kín đấy. Anh đang làm gì vậy? Cởi ra đi. Đúng rồi, nhớ rửa tay nhé, giữ vệ sinh. Anh. Anh chàng đó, có vẻ cũng không tệ lắm, bác sĩ. Tim tôi không mọc trên trán đâu. Xin lỗi. Đến giờ tiêm rồi đây, chị y tá, nó có đau không? Không đau lắm đâu, chị nhẹ tay một chút, em xem không đau phải không? Thật sự không đau, cảm ơn chị y tá, tặng cho chị y tá xinh đẹp. Tiểu Mỹ. Bác sĩ Lưu, anh cần gì không? Tôi có hai vé cho buổi hòa nhạc của Sư Nhất Mân, em có hứng thú không? Buổi hòa nhạc đó là sau 7 ngày nữa, phải không? Đúng vậy, buổi hòa nhạc của Sư Nhất Mân, buổi nào cũng chật kín, giờ các phe vé đội giá lên tới 20.000 một vé rồi, thế mà đã hết sạch vé rồi. Tôi đã nhờ vả rất nhiều mối quan hệ mới có được vé 20.000, lương một tháng của tôi chỉ có 4.000, tôi phải làm việc 5 tháng mới mua nổi. Tờ em đã có rồi đấy, chỉ cần em muốn, vé này sẽ là của em. Anh định tặng tôi à? Tất nhiên, nhưng bác sĩ Lưu, chẳng lẽ anh không phải nên tặng bác sĩ Bạch sao? Bác sĩ Bạch là con gái của viện trưởng, tôi chỉ là một y tá, có công có chức gì đâu. Bạch Kiệt quá lạnh lùng, quá tự cao tự đại, tôi lười phải định bợ. Tôi vẫn thích người như em. Thế nào, đi chứ? Bác sĩ Tần, sao anh đến muộn thế? Tối qua anh đi đâu thế? Tối qua? Tôi đi đâu, chẳng lẽ cô không biết? Bác sĩ Tần thật là đáng ghét. Tối qua anh làm gì? Làm sao tôi biết được? Nếu sau này anh còn làm vậy, thì tôi không thèm để ý đến anh nữa. Cái cô này, cô giỏi giả vờ lắm. Tần Phong, anh không phải đã đi rồi sao? Sao còn ở bệnh viện? Ai bảo tôi đi, tôi lên chính thức rồi, giống như anh là bác sĩ chính thức. Sau này xin hãy lịch sự với tôi, lên chính thức, tôi còn phải nói với anh nữa sao? Được. Tiểu Mỹ, tạm thời đừng quan tâm đến anh ta, em vẫn đi xem hòa nhạc của Sư Nhất Mân đúng không? Nếu bác sĩ Tần đi thì, tôi cũng đi, tôi hẹn em, liên quan gì tới anh ta không? Tôi muốn bác sĩ Tần đi mà. Bác sĩ Tần có đi không? Không hứng thú, các cậu cứ đi. Tôi không đi đâu, vậy thôi, vậy tôi cũng không đi nữa. Bác sĩ Lưu xin lỗi nhé, có lẽ, anh hãy đi tìm người khác đi, được không đi thì thôi, trong bệnh viện này đầy y tá xinh đẹp, đang chờ được đi, không thiếu cô. Cô với anh ta, sao lại đổ lên người tôi, cô có bị điên không vậy? Anh nhẫn tâm để người khác theo đuổi tôi, chẳng lẽ anh không ghen à? Ghen? Không quan tâm, đúng là đàn ông nói một đằng là một nẻo, tôi nói một đằng là một nẻo à? Rõ ràng đã nói là tùy tôi giết, cuối cùng anh không phải đã ra tay à? Đúng, tôi nói một đằng là một nẻo. Anh thật sự định giúp cô ấy. Đêm qua chỉ là bắt đầu, nếu cô có thể hủy lệnh truy sát, tôi có thể nợ cô một ân huệ. Anh quan tâm đến cô ấy. Con gái bé bỏng của tôi, sao con làm được vậy? Làm được cái gì? Một người như Tần Phong, chúng ta không thể giữ anh ấy lại được. Không ngờ hôm nay, anh ấy vẫn đến làm. Ba rất tò mò, con đã làm gì với anh ấy vậy? Làm gì ư? Không làm gì cả, chỉ bảo anh ấy ở lại,
anh ấy đã đồng ý, thật sự không làm gì cả. Cái biểu cảm của ba là gì thế? Ba cũng không phải người cổ hủ, vì con có thể dễ dàng giữ anh ấy lại. Ba chỉ có thể đưa ra một kết luận. Kết luận gì? Anh ấy thích con. Anh ấy thích con. Ba, nếu ba còn nói lung tung, con sẽ giận đấy. Ba nói lung tung gì chứ? Sao con lại không tự tin như vậy? Con dù sao cũng là con gái của Bạch Thanh Xuân. Ba và mẹ con lúc trẻ không biết đã làm siêu lòng bao nhiêu chàng trai, cô gái. Con này, từ hướng gen tốt của chúng ta, được một chàng trai thích, không phải là chuyện bình thường sao? Ba ơi, nếu ba còn nói lung tung thì con sẽ thật sự giận đấy. Rắc rối rồi, hóa ra con bé này có tình ý với cậu nhóc Tần Phong. Điều này không phải tốt sao? Ba, tự nhiên ba làm gì thế? Làm con giật mình. Đây không phải là vé cho buổi hòa nhạc của Sự Nhất Mân sao? Hai tấm vé hòa nhạc của Sự Nhất Mân này, ba vất vả lắm mới mua được. Ban đầu ba định đi cùng mẹ, bây giờ nghĩ lại, cứ để cơ hội cho con vậy, cho con. Được vậy con đi cùng mẹ. Con bé này, con đi cùng mẹ làm gì? Vậy cha đưa con hai tấm vé làm gì? Một tấm là đủ rồi. Với trí thông minh này của con, sau này làm sao tìm được người yêu? Con không thể tìm một chàng trai để đi cùng con à? Ví dụ như Tần Phong. Nhưng mối quan hệ của con với anh ấy có vẻ chưa đến mức đó. Hơn nữa là con chủ động, có gì mà nhưng, chỉ là đồng nghiệp bình thường, cùng đi xem một buổi hòa nhạc, đừng có áp lực tâm lý gì cả, đi thư giãn cho thoải mái, đúng không? Được rồi, vậy con sẽ đi. Giới trẻ bây giờ, ngay cả yêu đương cũng không biết, cũng may là con gái, nếu là con trai, tôi sẽ dạy hết cả 18, chiêu thức cho nó. Xem ra, có dịp phải tìm mẹ nó. Nói mấy chuyện này rồi, anh quan tâm đến cô ấy, cô biết tại sao tôi rửa tay gác kiếm không? Đừng nói lại là lý do cũ, chán ghét giết chóc nữa nhé. Đúng vậy, tôi thực sự đã chán ghét giết chóc. Khi tôi 3 tuổi, sư phụ đã dạy tôi, điểm yếu nhất của cơ thể người ở đâu, chỗ đó có thể khiến người ta tử vong, nhưng tay người không nhất thiết chỉ để giết người, như tôi bây giờ, làm bác sĩ cứu người, không tốt hơn sao? Một người đứng đầu thiên bảng, chủ nhân điện quần côn, nói ra những lời này, anh không thấy xấu hổ sao? Tất nhiên là xấu hổ. Nếu những năm tôi còn ở đỉnh cao, tôi chắc chắn sẽ coi thường hiện tại, cười nhạo, nhưng con người rất phức tạp, sẽ thay đổi, sẽ suy nghĩ lại, đến giờ tôi thấy mình thật sự tốt. Tặng chị y tá xinh đẹp. Có một số thứ muốn trốn tránh cũng không trốn được. Vì vậy tôi cảnh cáo cô, tìm cách hủy lệnh truy sát đi. Nếu cô không muốn tất cả người của ám bảng bị tàn tật, tất nhiên bao gồm cả cô, ám bảng thứ 9, Ngụy Nương. Anh còn nhớ tôi, 10 năm rồi, con mèo hoang tôi từng nhặt bên đường. Giờ cũng đã lớn rồi. Các người. Đây là, chúng tôi. Bác sĩ Bạch, cô sẽ không nói lung tung chứ? Tôi với bác sĩ Tần, không phải như cô nghĩ đâu. Tôi chỉ là luôn ngưỡng mộ bác sĩ Tần. Cô, vậy sao? Tôi đã đến không đúng lúc rồi. Tôi đi đây, các bạn tiếp tục. Không phải, cô. Cô thật đáng chết. Con người có thể thực sự thay đổi không? Không, cô nghe tôi giải thích. Chuyện không như cô nghĩ đâu. Bác sĩ Tần có vẻ không cần phải giải thích với tôi đâu. Cô đang cầm gì đấy? Không liên quan đến anh. Thật sao? Anh, vé hồi nhà của Sư Nhất Mân, lại còn 2 vé, trả lại cho tôi. Sao? Muốn mời tôi, đi xem à? Anh ngựa à, tôi mời anh làm gì? Ghen à? Tôi ghen với anh á, điên à, tôi thèm vào mà ghen. Với lại Tần Phong, tôi cảnh cáo anh, đây là bệnh viện, muốn yêu đương thì về nhà, ở đây ảnh hưởng đến không khí, nếu còn lần sau, thì sao? Lại định sa thải tôi à? Tôi nói với cô, là Tiểu Mỹ tấn công tôi, cưỡng hôn tôi, chẳng liên quan gì đến tôi, hơn nữa tôi với Tiểu Mỹ không có hẹn hò, cô ấy chỉ đơn phương thích tôi. Nếu muốn sa thải tôi thì tốt hơn là sa thải cô ấy. Cô ấy tấn công anh còn mặt mũi không? Một cô gái lại chủ động như vậy sao? Có thể mà, vì tôi đẹp trai. Ngụy Biện, phản ứng của anh nhanh như nào? Tôi không biết sao, làm sao cô ấy có thể tấn công anh? Phản ứng của tôi không phải lúc nào cũng nhanh, đôi khi cũng bị chậm lại. Anh còn nói là không né được. Tôi. Phụ nữ thật phiền phức. Xem ra, cả đời này tôi chẳng kết hôn được. Nhất Mân em yêu chị. Nhất Mân. Nhất Mân. Nhìn kìa, Nhất Mân ở đó, đến rồi. Nhất Mân ra rồi, Nhất Mân. Nhất Mân em yêu chị. Tần Phong, chúng ta cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi. Mê qua đó đi cô, cẩn thận nhé.
Cảm ơn. Tránh ra, tránh sang một bên. Bà chủ, công việc của cô tốt đấy, cũng tạm bán được ít, bán được bao nhiêu rồi? Bán được hơn chục phần. Hơn chục phần, em trai tôi, đang đếm ở đó, bán đủ 100 phần rồi. Đúng rồi, anh gì ơi, làm ơn đừng làm phiền công việc của tôi. Được, tôi không làm phiền cô, nhưng mà bày quầy ở đây, phải trả tiền thuê chỗ. Đây không phải là vỉa hè à, sao lại phải trả tiền thuê chỗ, sao cơ? Được rồi, anh muốn bao nhiêu, biết nhiều đấy, không cần nhiều, bày một lần quầy, đưa 1.000 là được. Anh nói gì cơ, 1.000 đồng, cô bán cơm trên 8 đồng một phần. Bán được 100 phần, cộng thêm đồ uống các thứ, trong túi chắc cũng được 1.000 rồi nhỉ, chẳng lẽ tôi không cần chi phí à? Hơn nữa, không phải ngày nào cũng đông như vậy. Các anh, việc này của các anh, khác gì ăn cướp đâu, ăn cướp. Cướp cái gì? Cô gái à, bây giờ là xã hội pháp trị rồi, không thể nói bừa được, không đưa cũng được, không đưa thì đừng bán ở đây. Nếu không thì, cô bán hàng xong, thì hãy cùng bọn anh, vui vẻ một chút. Miễn phí cho cô 500 tiền thuê sạp. Thôi, tôi không bán nữa được không? Tôi sẽ đi ngay. Này, không bán nữa cũng được, nhưng tiền thuê sạp hôm nay phải trả, nếu không. Buông tôi ra, buông mẹ tôi ra. Buông tôi ra. Bà chủ cho tôi một tô cơm chiên. Chú đến rồi. Chú vừa tan làm, hôm nay đói lắm. Cho chú, hôm nay cho phần cơm chay, không thêm xúc xích, chỉ cần cơm không thôi. Bác sĩ Tần, tôi. Nhìn tôi làm gì, tôi chen hàng à, nhóc con, hôm nay bà chủ không rảnh làm cho cậu. Cút. Vậy tôi tự xào nhé. Tôi nói danh con, không hiểu tiếng người à, đau, các anh không ăn cơm rang, tụ tập ở đây làm gì, buông tôi ra, tôi là người của Long Ca. Cơm rang này, nhiệt độ dầu phải đủ, đám mẹ gãy ngón tay tôi, vậy rang mới thơm, các anh em, đánh hắn cho tôi. Các anh em, xông lên. Nhiều dầu quá rồi. Nhiệt độ dầu vừa đủ, đến lúc cho cơm vào rồi, quát con tao sẽ giết mày. Anh Khải, bị vỏ trứng đập nứt rồi, không đùa được đâu, chạy mau, báo cho anh Long. Một bát cơm rang thơm phức, đã xong rồi, chú Tần Phong giỏi thật, vừa nấu ăn, vừa đuổi hết kẻ xấu, chú là siêu nhân, chú chỉ là bác sĩ thôi. Xin lỗi bác sĩ Tần, tôi có vẻ hơi đường đột, không sao. Sao cô, dọn quầy sớm vậy, hôm nay không bày quầy nữa à, đám người vừa nãy, chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu, để an toàn, tôi vẫn nên dọn quầy thôi, sao vậy, vậy sau này cô không bày quầy nữa à, vẫn phải bày chứ, chỉ là chuyển đến, một nơi xa hơn chút thôi, thế sau này sau khi tan làm, tôi muốn ăn cơm chiên của cô phải đi xa hơn sao? Không được, nhưng mà, không nhưng nhị gì cả, yên tâm đi, việc này để tôi lo, anh lo à, anh là bác sĩ, họ là bọn du côn, chúng ta không thể đụng vào được, yên tâm đi, là họ không thể đụng vào tôi. Bà chủ, cho 2 phần cơm chiên đặc biệt, và 4 chai bia, không vấn đề, hôm nay ông chủ cũng có mặt à. Hai người đúng là đẹp đôi, con cái lại đáng yêu, lại hiểu chuyện, hạnh phúc khiến người khác ghen tị. Chiên cơm khô một chút, không vấn đề, đảm bảo khô ráo. Đứng ngẩn ra làm gì, cô, đi lấy 4 chai bia cho khách, vâng. Anh Long, chính là bọn họ. Dám động vào anh em của Trương Hổ Long tôi, thật là chán sống rồi, cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu đòi lại công lý, cảm ơn anh Long. Các người, quy tắc của tôi, đều quên hết rồi sao, quy hiếp gì, quy tắc, người già yếu bệnh tật không được ức hiếp, người có gia đình không được động đến, em, anh Long, anh nhìn xem, anh em bị đánh thế này, ngón tay cũng bị gãy, anh Long anh không thể không quan tâm, các anh em, anh làm như vậy, sẽ làm lạnh lòng anh em. Được, chỉ lần này thôi, không có lần sau mà còn tái phạm, tao sẽ thiến mày. Cơm để lâu thế này, chắc nguội rồi, để tôi hâm nóng cho anh ăn. Ga không còn nhiều, thay vì hâm nóng cơm cho tôi, vẫn nên nấu thêm cho khách. Nhưng, không nóng thì không ngon, ngon mà, thơm. Xem này, đừng dễ dàng dọn đi, những người này không chỉ là khách quen của cô, mà còn là những người bạn có tình cảm đặc biệt. Quầy nhỏ này, đối với những người như chúng tôi, làm việc từ sáng đến tối, cũng là một loại cảm giác thuộc về khác. Quả không hổ danh là bác sĩ, nói chuyện thật có văn hóa, khiến một phụ nữ trung niên như tôi, nghe cứ như, đang làm việc gì, rất có ý nghĩa vậy. Phụ nữ trung niên gì chứ, đừng tự ti như vậy,
cô còn trẻ lắm. Trẻ gì chứ, con tôi đã lớn thế này rồi, từ giờ ở ngoài, con có thể gọi mẹ là chị không? Con bé này, nói bậy bạ gì vậy, thật hư. Các bạn đang xem phim trên kênh Gần Mặt TV, chúc các bạn xem phim vui vẻ. Ngón tay của em tôi, bị anh bẻ gãy, phải. Phải nói chuyện đó rồi, nói chuyện gì đây, nếu đến ăn cơm chiên, tôi luôn sẵn sàng đón tiếp, nếu đến kiếm chuyện, tôi cũng sẵn sàng đối phó. Anh vẫn còn ngông cuồng, đây là anh Long, Trương Hổ Long, 15 năm trước, thủ lĩnh của Thập Tam Thái Bảo ở Nam Môn. Chính là người đã từng ở Bắc Miến, một mình lật đổ 6 tổ chức lừa đảo, giải cứu hơn 300 đồng bào. Trương Hổ Long à, chính là anh ta, lúc đó còn lên báo nữa, sao bây giờ lại trở thành đầu sỏ băng đảng, đúng là thời thế đổi thay. Tôi đến đây, không phải để thu tiền bảo kê, mà vì anh em tôi, một gãy ngón tay, anh xem, giải quyết công khai hay riêng tư, nếu giải quyết riêng tư, thì thế nào, gãy, tính là thương tích nhẹ, cho 70.000 là xong, 70.000 có giết tôi cũng không có mà đưa, giải quyết công khai đi, công khai, đơn giản, anh bẻ ngón tay nó, tôi chặt hai ngón tay anh, đó là giải quyết công khai, hay là giải quyết riêng tư, nhưng 70 có hơi nhiều, có thể bớt chút được không, tôi sẽ tìm cách, có bao nhiêu đưa bấy nhiêu, số còn thiếu tính lãi, viết giấy nợ cho tôi. Tôi chỉ có 30.000, các anh cầm trước đi. Danh con, ý gì đây, anh Long cho anh đừng lùi, anh đừng không biết nhiều, đưa tiền đây, một ngón tay đáng 70.000, thế mạng của anh, đáng bao nhiêu? Tôi biết anh có chút bản lĩnh, nhưng mà, chắc chắn muốn đối đầu với tôi. Xung quanh trái tim anh, có vài mảnh đạn, kẹt ở vị trí rất nguy hiểm, phẫu thuật không thể tiếp cận. Thời gian qua đi, đã hình thành nhiều cục máu đông, anh, sắp đến giới hạn rồi, anh điều tra tôi, Long ca, chuyện gì đang xảy ra vậy, sao lại nói đến hạn rồi, em sao không biết gì, tôi vốn định giấu các cậu, đừng mà Long ca, anh đi rồi, anh em làm sao đây? Cũng tại các cậu không có chí tiến thủ, anh làm sao biết được. Bằng đôi mắt này của tôi, đôi mắt. Truyền thuyết nói có người sở hữu thiên nhãn, có thể thấu hiểu mọi thứ trên đời, chuyện của tôi không có, người thứ hai biết được, chẳng lẽ anh ta, bây giờ tôi nói cho anh biết. Tôi có thể cứu mạng anh, mạng này, giá bao nhiêu? Chỉ cần anh cứu tôi một mạng, đối với tôi là vô giá, tôi sẽ dùng cả đời, để trả ơn anh bằng mạng sống này. Long ca, anh đừng để bị lừa đứng lên đi. Câm miệng. Rất tốt, hãy nhớ lời anh vừa nói, Tần Phong. Anh thực sự có thể chữa khỏi cho anh ta không? Cô quên rồi sao? Tôi là bác sĩ mà. Long ca. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng. Tôi đã hoàn toàn bình phục. Từ giờ trở đi, anh chính là ân nhân của tôi. Tôi cần anh làm một việc. Anh cứ nói, sau này hai mẹ con này, mở quán ở đây. Tôi muốn anh bảo vệ họ. Không để ai cản trở. Hoặc là, gây rắc rối cho họ. Anh làm được không? Từ hôm nay trở đi, cả Nam Môn. Không, cả Bân Châu, thậm chí cả Đại Hạ, ai dám động đến quán này, chính là kẻ thù của Trương Hổ Long tôi. Đặt đồ ở đó là được. Được rồi, mẹ ơi, con buồn ngủ, lại đây. Vậy thì tôi. Tốt hơn mình nên đi. Nếu mình đi mà không chào hỏi, có phải là không lịch sự không? Mẹ con cô đơn ở nhà, tôi là đàn ông, cũng không tiện, vậy thôi đi. Cô đúng là trẻ con, nói ngủ là ngủ ngay, tôi vừa đặt con bé xuống, cũng phải, muộn thế này rồi, chắc là nó rất mệt. Bác sĩ Tần, anh không chỉ là ân nhân cứu mạng của cô, hôm nay, còn giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, tôi thật sự không biết, nên cảm ơn anh như thế nào, không cần cảm ơn, không được, phải cảm ơn. Trong thẻ này, mặc dù chỉ có 30.000, nhưng vẫn hy vọng bác sĩ Tần có thể nhận lấy. 30.000 tệ, không ít đâu, cô phải trên bao nhiêu cơm chiên, mới tích góp được 30.000 tệ này. Hơn nữa cô bây giờ, sắp vào tiểu học rồi, đang lúc cần tiền, nhưng như vậy, tôi cảm thấy, không thoải mái trong lòng. Thế này đi, nếu cô cảm thấy không thoải mái, sau này tôi đến ăn cơm chiên, miễn phí cho tôi, như vậy được không? Được thôi, ngày nào cũng đến ăn no bụng, chỉ sợ anh ăn ngán thôi, được, vậy thì quyết định thế nhé, tôi đi trước đây. Bác sĩ Tần, hôm nay đã muộn rồi, hay là, anh ở lại đây, ngủ tạm một đêm, thế không tiện lắm đâu, tôi toàn mùi mồ hôi, chưa thay quần áo, tôi. Anh đợi chút. Cái này là quần áo của bố cô để lại, dù người không còn, nhưng quần áo tôi giữ rất tốt, và giặt rất sạch, các anh có vóc dáng tương đương, chắc mặc vừa. Cái này, bác sĩ Tần, tôi có thể ăn thịt anh sao, anh là đàn ông mà, sao lại ngượng ngùng thế, tôi. Được rồi, vậy tôi thay. Bác sĩ Tần, tôi tắt đèn nhé. Tắt đi, ngủ sớm đi, cái đó, nếu anh thấy ngủ trên sofa không thoải mái, thì bên tôi, không sao, tôi quen ngủ trên sofa ở bệnh viện rồi. Cảm giác mọi việc đang diễn ra theo hướng không kiểm soát được.
bác sĩ Tần, sao anh lại vào đây? Cô để cửa mở cho tôi, không phải để tôi vào sao? Tôi sợ anh gọi tôi vào ban đêm. Tôi không nghe thấy, thật không? Vậy tôi đi. Đừng đi. Sao lại mơ giấc mơ đó nữa? Thật xấu hổ. Mẹ ơi, dậy ăn sáng thôi. Đâu ra bữa sáng vậy? Chú Tần làm đó. Chú ấy đâu? Chú Tần đi làm rồi. Được rồi, mẹ ơi, chú Tần có thể làm bố của con không? Trẻ con không được nói bậy. Sao chú Tần có thể làm bố của con nhé? Nhưng con có một bạn học, cậu ấy từ nhỏ cũng không có bố. Sau này mẹ cậu ấy tìm cho một người. Mẹ, chú Tần có thể làm bố của con không? Nếu con muốn chú Tần làm bố của con thì mẹ nói không quyết định được, phải chú Tần tự đồng ý mới được. Nếu chú Tần không đồng ý thì không thể làm bố của con. Được, lần sau con sẽ hỏi chú Thiên có muốn làm bố con không. Sao cô lại khóc? Không liên quan đến anh. Không phải cô vẫn còn giận tôi phải không? Anh đâu có làm gì tôi giận anh làm gì? Là bố tôi ông ấy bệnh cũ lại tái phát. Cái gì? Bây giờ tình hình thế nào? Sao cô không nói sớm với tôi? Anh vào đi, ông ấy đang đợi anh đấy. Tần Phong, anh đến rồi. Chồng à, đây là người mà anh luôn nhắc đến phải không? Đúng, đây là người con rể mà anh chọn cho gia đình họ Bạch. Tốt chứ, nhưng tính cách của Kiệt Nhi chúng ta không thể quyết định thay con bé được. Vấn đề thời gian. Hơn nữa, anh chỉ tin tưởng Tần Phong. Khi anh qua đời, cậu ấy chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con em. Đừng nói linh tinh. Khi hai người đang nói chuyện, làm ơn nể mặt, tôi cũng đang ở đây. Đây. Ông có đang lầm không vậy? Ông định giao bệnh viện cho tôi. Đúng thế, chỉ có anh mới xứng. Tôi có cái gì xứng chứ? Tôi chỉ là người ngoài. Bệnh viện này, ông nên đưa cho con gái ông mà. Cầm đi, tôi không thể nhận, cầm lấy đi. Đối với người thường, có lẽ giống như trúng số độc đắc. Anh lại từ chối, dù trúng số độc đắc, nó không phải của tôi không muốn. Tần Phong, tính cách của Bạch Kiệt chưa đủ trưởng thành, không thể đảm nhận trọng trách này. Dù cô ấy lên làm, vẫn có nhiều người không phục, khiến lòng người bất an. Bây giờ chỉ định cô ấy làm viện trưởng, chẳng khác nào làm hại cô ấy và làm hại bệnh viện này. Vậy họ sẽ phục tôi chứ? Tôi tin rằng anh chắc chắn có cách khiến họ phục. Lão già, đừng vội, để lại di chúc, tôi xem đã. Dù kỹ thuật y tế của tôi không bằng anh, nhưng bệnh của tôi tự biết. Một năm trước, tôi đã nên chết rồi. Là anh dây đã giúp tôi kéo dài thêm một năm nữa, tôi đã thấy mãn nguyện rồi. Thật sự, đã không thể cứu vãn. Nếu như hai năm trước gặp tôi, có lẽ còn sống được, thêm 7-8 năm không thành vấn đề. Tôi còn một chút hy vọng. Bây giờ anh đã nói vậy, có vẻ như tôi thật sự hết cách rồi. Chồng à, tôi có thể giúp ông một chút. Giúp gì? Giúp ông kéo dài sự sống thêm 10 ngày. Trong 10 ngày đó, ông sẽ như người bình thường, nhưng sau 10 ngày, ông sẽ cạn kiệt sức lực. Tất nhiên, ông cũng có thể lựa chọn nằm trên giường với hệ thống duy trì sự sống, có thể kéo dài thêm 2 tháng nữa. Tôi chọn 10 ngày. Vợ ơi, anh luôn muốn mua một chiếc xe máy, em không chịu mua cho anh, sợ nguy hiểm. Bây giờ anh vẫn muốn mua, em có chịu mua cho anh không? Mua cái anh thích nhất, được 10 ngày là đủ, chúng ta sẽ đi xe máy lên cao nguyên. Con gái vào bệnh viện giao cho anh nhé. Tôi. Ông già này, cuộc sống luôn luôn bất ngờ. Tiểu Nghĩ, em nhìn này, bác sĩ Lưu em bận lắm, anh cho tôi xem thẻ làm việc của anh, làm gì thế, nhìn kỹ vào. Bác sĩ Lưu, anh thăng chức rồi à? Không đúng, bây giờ phải gọi anh là giám đốc Lưu rồi. Bình thường thôi, chỉ là một giám đốc mà thôi, ai bảo chúng tôi là cổ đông của bệnh viện. Còn bình thường à, giám đốc à, bây giờ à, ngoài giám đốc bệnh viện, thì anh là người quyền lực nhất, sau này tôi còn phải nhờ cậy anh nhiều, em hiểu chuyện. Giám đốc Lưu, anh còn việc gì không? Tôi phải nhắc nhở em một chút, sau này phải tránh xa Tần Phong, càng xa càng tốt. Tại sao vậy? Vì bây giờ tôi là giám đốc, và tôi không thích anh ta. Em biết điều này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là, anh có thể sa thải anh ta, nhưng hiện tại bác sĩ Tần đã chính thức làm việc ngoài giám đốc, không ai có thể tùy tiện sa thải anh ta. Đúng, tôi không thể sa thải anh ta, nhưng tôi có 100 cách dạy dỗ anh ta, khiến anh ta phải tự rời đi. Giám đốc Lưu, anh thật là xảo quyệt, anh làm như vậy, không sợ bị trời phạt à?
Cái gì cơ, bác sĩ Tần luôn làm việc chăm chỉ, chưa bao giờ làm phiền đến anh. Thậm chí, anh thường xuyên chỉ trích người ta, nhưng người ta không để bụng. Còn anh, việc đầu tiên sau khi thăng chức, là bắt nạt người khác. Anh không ác tâm, thì ai ác tâm? Cô, tôi, cô dám nói chuyện với tôi như vậy? Thông báo cho các bộ phận trong bệnh viện, lát nữa chúng ta sẽ có cuộc họp. Bác sĩ Tần, đêm qua anh đi đâu vậy? Không liên quan đến cô, đừng hỏi nhiều, được thôi. Nhưng, nếu anh đi, gặp người phụ nữ khác, thì tôi sẽ rất tức giận đấy. Hai người đang yêu nhau à? Không, tôi đơn phương, em thích anh ấy điểm gì vậy? Thích mọi thứ ở anh ấy, mọi thứ. Chờ đã, Tần Phong, anh vừa thông báo họp, có ý gì? Nghĩa là họp, khó hiểu lắm à? Viện trưởng bảo anh thông báo à? Không, là tôi thông báo, 10 phút nữa, gặp nhau ở phòng họp, anh thông báo, anh dựa vào cái gì? Anh là cái gì? Anh dựa vào cái gì để tổ chức họp? Dựa vào việc tôi hiện là viện trưởng của bệnh viện này. Anh nói gì cơ? Bác sĩ Lưu, bác sĩ Tần thật là giỏi quá, thế mà đã trở thành viện trưởng rồi. Cơ thể của viện trưởng có bệnh mãn tính, tôi biết, nhưng làm sao có thể giao chức viện trưởng cho người ngoài? Ông ấy để Bạch Kiệt ở đâu? Chuyện này chắc chắn có gì đó khuất tất. Viện trưởng, Tần Phong à, Tần Phong, cuộc sống nhỏ này ở thành thị, anh đã nghiện nó rồi à? Nhưng vài ngày nữa, khi Phượng Cửu đến, anh sẽ kết thúc nó như thế nào? Ba, tại sao ba lại làm vậy? Chẳng lẽ ba nghĩ con không xứng thừa kế bệnh viện của chúng ta à? Tại sao lại cho một người ngoài? Xin thông báo chính thức, sau này tôi sẽ là viện trưởng của bệnh viện này. Ai tán thành? Ai phản đối? Tôi chỉ hỏi cho đúng trình tự thôi, các ông đừng nghiêm trọng hóa. Đây là thông báo, không phải xin ý kiến, có ý kiến gì thì tìm giám đốc đi, nhưng mà anh phải nhanh lên, giám đốc lúc này có thể đã cưỡi xe máy rời thành phố rồi. Đây là quyết định bổ nhiệm, tất nhiên chỉ là bản sao, các anh xé đi cũng vô ích. Tôi và ông Hà làm việc ở bệnh viện này 25 năm, làm phó giám đốc 16 năm, cậu dựa vào cái gì? Một bác sĩ mới lên chính thức ngay lập tức trở thành giám đốc của chúng tôi. Đúng vậy, miệng không dâu, làm việc không chắc chắn, anh lấy gì để dẫn dắt bệnh viện của chúng tôi? Anh ta làm giám đốc, bệnh viện này chắc chắn sẽ phá sản. Giám đốc thật sự điên rồi, làm ồn gì thế? Không ưa tôi à? Không ưa thì ông có thể nghỉ việc. Tôi nói cho các ông biết, cái gì mà phó giám đốc, cái gì mà trưởng khoa, các ông có tư cách gì dám hống hách trước mặt tôi à? Đây là quyết định của giám đốc, bác sĩ Bạch là con gái của giám đốc, cô ấy cũng không có ý kiến, các người làm ở Mỹ làm gì? Tôi nhắc lại một lần nữa, từ nay tôi là giám đốc, tôi muốn sa thải ai thì sa thải, mọi người hãy lịch sự với tôi một chút, tôi không phải vì ai có kinh nghiệm lâu năm hay ai có đóng góp nhiều cho bệnh viện mà tôi sẽ để lại một chút mặt mũi cho các ông. Quá đáng lắm từ chức. Đừng nóng vội, từ chức chẳng phải đồng ý của anh ta sao? Bây giờ ngoài kia khó tìm việc lắm, bệnh viện này lại có điều kiện tốt, ông đã già rồi, nếu từ chức chắc chắn không ai muốn nhận. Cứ yên tâm ở lại đây là được. Anh có vẻ quá hả hê rồi đấy, bác sĩ Bạch, ý cô là gì vậy? Tôi không thể làm ngơ được, mọi người ở đây hôm nay đều là nhân tố then chốt của bệnh viện, anh mới làm giám đốc lại coi họ như không cần thiết. Bố tôi bảo anh làm giám đốc, nhưng chắc không bảo anh không tôn trọng người khác. Tiểu nhân đắc chí, nói đúng lắm, kẻ tiểu nhân đắc chí. Bác sĩ Bạch, cô nghĩ sao? Nếu cô cũng phản đối, chúng ta cùng nhau chống lại anh ta, khiến bệnh viện không thể hoạt động, trừ khi anh ta từ chức nhường chỗ. Đúng, cha truyền con nối, dù giám đốc có nghỉ hưu thật, cũng nên do bác sĩ Bạch tiếp quản. Tại sao lại là anh? Tôi ủng hộ bác sĩ Bạch làm giám đốc, tôi cũng ủng hộ, chúng ta hãy để bác sĩ Bạch làm giám đốc. Bác sĩ Bạch, chỉ đợi cô phát biểu thôi. Nhường chức giám đốc đi, anh không xứng ở vị trí này. Tôi nhường, phú quý trời ban này đổ lên đầu tôi làm sao nhường được? Nếu tôi không nhường, cô sẽ làm gì tôi? Không nhường, được thôi, tôi sẽ dẫn dắt tất cả bác sĩ từ chức và lập tức thành lập một bệnh viện mới, mảnh đất này thuộc về công cộng, lúc đó anh sẽ không còn gì cả. Và còn vì không thể vận hành bệnh viện, không thể trả tiền thuê đất, dẫn đến nợ nần chồng chất, thật kinh khủng. Cô thật sự muốn làm như vậy? Đúng, phải làm như thế, bắt anh ta giao nộp. Giao nộp, Tần Phong, tôi hỏi anh lần cuối, anh giao hay không? Được thôi, có vẻ như tôi không còn lựa chọn khác. Nếu tôi không giao, các ông sẽ làm tôi phá sản, nợ nần chồng chất, phải không? Phải. Đây là giấy bổ nhiệm viện trưởng, bản gốc. Sao không khoe khoang tiếp đi, có chữ ký của anh ta, sẽ hơi rắc rối. Không sao, khi đó chúng ta sẽ đến phòng công chứng, ký lại một bản mới là được. Đúng, lúc đó anh chỉ cần hợp tác, nghe thấy không? Sao anh không ký? Không ký, không ký không phải tốt sao? Chúng ta khỏi cần đến phòng công chứng nữa. Cái này, ban đầu tôi định ký sau cuộc họp, ai ngờ phản ứng của họ lớn quá. Thôi thôi, chức viện trưởng này tôi không làm nữa, quá khủng khiếp rồi. Vậy anh còn ở đây làm gì? Mau cút khỏi đây đi, đây là cuộc họp cấp cao, không phải chỗ anh nên ở. Được, tôi đi đây, tôi đi được chưa? Lấy chai nước không phiền chứ? Tên này là ai vậy? Viện trưởng, ký tên vào đi. Được, ký đi. Chiến thắng. Tôi thật sự tưởng anh muốn làm viện trưởng, làm lãnh đạo và các thứ, việc quá nhiều, phiền phức, vì anh không làm tôi thất vọng. Tôi sẽ nói cho anh biết, Phượng Cửu sắp đến Bình Châu rồi, ít gặp gỡ riêng với phụ nữ khác đi, đừng trách tôi không nhắc nhở anh nhé. Tần Phong, anh đã kiểm tra xong phòng bệnh chưa? Cứ ở đây nói chuyện phiếm, nếu cứ như vậy tôi sẽ sa thải anh ngay. Tôi đi ngay đây.
Sau này ít tiếp xúc với Tần Phong, anh ta chỉ là một kẻ tiểu nhân. Anh ta, tiểu nhân, chẳng phải thế sao? Anh ta dựa vào lừa gạt cha tôi, cướp lấy vị trí giám đốc, rồi khoe khoang trước mặt mọi người, ra vẻ giỏi giang. Tôi ban đầu còn đánh giá cao anh ta một chút, bây giờ nghĩ lại, cũng chỉ là một kẻ vô liêm sỉ mà thôi. Cô cười cái gì? Chẳng lẽ cô Bạch giám đốc thật sự nghĩ cô ngồi vào vị trí giám đốc là nhờ vào chính cô, không phải nhờ tôi thì còn có thể nhờ ai? Một cô gái mới hơn 20 tuổi, tốt nghiệp chưa đầy 2 năm, ở bệnh viện này cũng là nhờ vào cha cô mới được chuyển chính nhanh như vậy. Cô có bao giờ nghĩ nếu bố cô trực tiếp bổ nhiệm cô làm giám đốc sẽ có bao nhiêu người không phục? Bệnh viện này không quá lớn, nhưng các phe phái và quan hệ riêng, cô nghĩ cô kiểm soát được không? Tôi, nếu không có Tần Phong gây rối, làm xáo trộn tất cả mối quan hệ, cô nghĩ cô có thể lên chức viện trưởng và được mọi người công nhận không? Cô nghĩ anh ấy làm vì ai? Từ nay tôi là giám đốc, tôi muốn sa thải ai thì sa thải. Bác sĩ Bạch là con gái của giám đốc, cô ấy cũng không có ý kiến. Các người làm ầm ĩ làm gì? Tần Phong, cậu đừng có mà, tiểu nhân đắc chí, tôi ủng hộ bác sĩ Bạch làm giám đốc, tôi cũng ủng hộ. Sao anh chưa ký? Vậy ý cô là, anh ấy làm tất cả những điều này đều là vì tôi, không phải sao? Việc cứu người này khó hơn cả giết người nữa. Sao chủ quán lại đến đây? Cái anh này, ngoài gọi tôi là chủ quán, anh không biết gọi tôi là gì khác à? Tôi mang cơm trưa đến cho anh. Nhanh ăn đi cho nóng. Thật là phong phú quá, cô đặc biệt mang đến cho tôi, phiền quá nhỉ? Có gì đâu, tôi chuẩn bị đi bán hàng, tiện đường thôi. Làm sao vậy, anh không có khẩu vị à? Không, chỉ là tôi quá cảm động. Không ngờ rằng Tần Phong tôi, một ngày nào đó, sẽ bị một hộp cơm làm cho xúc động, vậy thì anh thử xem sao. Ngon. Rất phong phú, cảm ơn cô. Vậy là tốt, tôi còn sợ không hợp khẩu vị của anh. Hợp khẩu vị. Vậy, sau này tôi có thể hàng ngày mang đến cho anh không? Dĩ nhiên. Các anh. Viện trưởng, sao cô lại đến đây? Viện trưởng. Bác sĩ Bạch, cô bây giờ là viện trưởng rồi à? Đúng là người trẻ tài giỏi. Đúng thế. Tôi đến đây để mang cơm trưa cho Tần Phong. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, không làm phiền việc của các cô đâu nhỉ? Tần Phong, không phải gọi là bác sĩ Tần sao? Thật ra là không. Tần Phong, tôi đi trước nhé. Được. Tần Phong, anh thật sự sẽ thích một người như em sao? Kiểm tra phòng bệnh đã xong, cũng đã ghi chép lại, mong viện trưởng xem qua một chút. Tôi đã tha thứ cho anh. Tha thứ cái gì? Chuyện trước đó. Được thôi. Viện trưởng còn điều gì chỉ dạy không? Dạo này anh có vẻ thân thiết với gia đình, bệnh nhân quá mức, còn ăn cơm người ta mang đến, chỉ là một suất cơm trưa thôi mà. Không tính là hối lộ chứ? Không tính là hối lộ. Nhưng anh có biết không, một người phụ nữ mang cơm đến cho một người đàn ông, ý nghĩa của nó không chỉ là một suất cơm, đơn giản vậy đâu, không phải chứ? Chỉ là người nhà bệnh nhân muốn cảm ơn tôi bằng cách gửi một suất cơm thôi. Còn ý nghĩa gì nữa, anh còn giả vờ với tôi à? Đã là viện trưởng rồi, hãy kiềm chế một chút, tôi cũng bực mình vì anh thôi, chỉ là một suất cơm mà thôi, làm gì mà lên án thế? Anh có bị ngốc không vậy? Người ta thích anh không nhận ra sao? Nhận ra rồi mà, anh. Bây giờ đừng có cứ ném đồ lung tung, anh biết rõ, người ta thích anh, tại sao anh vẫn ăn cơm của người ta, đã mang đến rồi, không ăn thì lãng phí quá. Anh làm như vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm đấy, hơn nữa bệnh viện mình có căn tin mà, căn tin của bệnh viện, tôi thực sự không thể ăn nổi, hơn nữa, ông bếp trưởng ở đó, ông ấy còn bị trĩ nữa, chưa hàng ngày, vừa xào nấu, vừa gãi mông. Tôi thực sự không thể ăn được, thế tôi mở cho anh, tôi tìm cho anh một đầu bếp nấu ngon và không bị trĩ, sau này anh chỉ được ăn ở căn tin, không được ăn cơm hộp của người ta, nghe thấy không? Sao mà bá đạo thế? Thì bá đạo, vậy tôi chắc chắn không thể nuông chiều cô. Nhà cô ở bên biển à? Quản nhiều thế, anh. Sao lại khóc, để người ngoài nghe thấy? Họ sẽ nói tôi bắt nạt cô. Anh cứ bắt nạt tôi không muốn quan tâm anh nữa. 3 ngày nữa, vé hồi nhà của Sư Nhất Mân. Không đến thì có thể vứt đi. Cuộc đời này, món nợ tình chắc chắn không trả hết. Chị dâu, dạo này chị sao thế? Tâm trạng không tốt à? Không. Chẳng lẽ, chị chưa hẹn anh Tần tỏ tình? Chị dâu, tôi là người thua lỗ, nói thẳng đừng để ý nhé. Người như anh Tần, bên cạnh anh ấy chắc chắn không thiếu phụ nữ. Nếu chị muốn nổi bật, chị phải chủ động. Chủ động? Chủ động thế nào? Chẳng hạn như bước đầu tiên, chị phải gạo nấu thành cơm. Như vậy thì Tần Phong có nghĩ rằng tôi là người phụ nữ dễ dãi không? Mặc dù tôi đã có con, nhưng tôi cũng không muốn Tần Phong nghĩ về tôi như thế. Chị dâu, chị tất nhiên không thể quá thẳng thắn. Tìm một cớ. Có thể tìm một cớ. Chẳng hạn như
tôi nhớ trên núi đào hoa, hoa đào sắp nở, 3 ngày sau, có một lễ hội hoa đào, nơi đó cảnh đẹp thích hợp để cắm trại, rất phù hợp để dã ngoại. Chị có thể hẹn anh Tần, đến tối, không cần tôi nói thêm nữa, chị dâu chị hiểu đúng không? Nhưng tôi thật sự hợp với Tần Phong sao? Có lẽ bác sĩ Bạch hợp với anh ấy hơn, thân phận của cô ấy cũng. Chị dâu, chị đừng tự tin như vậy, dù em không hiểu rõ Tần Phong lắm, nhưng dựa vào khả năng của anh ấy, phù hợp với anh ấy thì, rất ít người. Dù đối thủ của chị, là viện trưởng. Nhưng trong mắt Tần Phong, địa vị xã hội của các chị, không có bất kỳ sự khác biệt nào. Tôi thật sự có thể sao? Tình yêu là thứ, thuộc về những người dũng cảm. Có nắm bắt được hay không? Là tùy thuộc vào chị. Cơm Giang, tôi hiểu rồi. Tiểu Cường, xem chị mang gì cho em này. Chị ơi, bệnh nhân giường này đâu rồi? Cô chưa biết à, bệnh nhân giường này, đã qua hồi tối qua rồi. Đúng vậy, còn nhỏ như thế, thật là đáng thương. Chị y tá có đau không? Thật sự không đau đâu, cảm ơn chị y tá. Đây là giường của anh. Tiểu nghĩ sao đứng đó làm gì? Không có gì. Trùng hợp thật, anh có kỹ thuật y học cao siêu và làm việc ở bệnh viện lớn. Sao vẫn có người chết? Cô đang nói về Tiểu Cường phải không? Đúng vậy. Mặc dù kỹ thuật của tôi cũng khá, nhưng tôi không phải là thần. Đứa trẻ đó bị dị tật tim bẩm sinh. Tôi đã cứu cậu bé tự tay tự thần vài lần rồi. Sáng nay, nguồn tin từ bệnh viện cấp trên vừa đúng đến lượt cậu bé. Đáng tiếc là cậu ấy không đợi được, hoàn toàn bỏ lỡ phải không? Phải. Nếu tối qua, cậu ấy có thể cầm cự được. Hôm nay đã có thể, phẫu thuật ghép tim rồi. Số phận luôn trêu người ta mà. Cô buồn lắm sao? Không. Không cần gắng gượng. Đôi khi, phát tiết cảm xúc ra cũng tốt hơn. Giữ trong lòng, dễ sinh bệnh lắm. Gắng gượng. Anh đùa à? Anh quên tôi làm nghề gì rồi sao? Tôi là sát thủ đấy, sát thủ hang chín ám bảng. Thế sao cô lại từ chức? Làm y tá chán rồi. Muốn đổi sang việc khác, thử trải nghiệm. Hoặc, về làm nghề cũ đi. Tặng cho chị y tá xinh đẹp. Đúng rồi. Có người nhờ tôi đưa cho cô một thứ. Thứ gì vậy? Đưa tay ra. Đây là đồ đứa bé đó để lại. Anh lát nữa an ủi Tiểu Mỹ giúp tôi. Tôi an ủi cô ấy. Cô không bận tâm chứ? Tôi bận tâm gì chứ? Đây là trách nhiệm của tôi với tư cách là giám đốc. Phải chăm sóc vấn đề tâm lý của tất cả y tá. Giao cho anh đấy. Đáng tiếc cậu ấy không qua khỏi. Tất nhiên, dù sao tôi vẫn nợ cô một ân tình. Nợ tôi một ân tình, vì cô đã bị bỏ lệnh truy sát. Làm sao tôi không nợ cô được? Tôi cứ tưởng anh quên rồi, con người tôi không thích nợ ân tình của người khác. Tôi có thể đồng ý một yêu cầu của cô, ân tình của điện hủ quần côn, tôi phải suy nghĩ kỹ càng, không thì, trước hết anh mời tôi ăn một bữa. Được thôi, tôi biết một chỗ, nhưng tôi không ăn cơm chiên. Về rồi. Thuộc hạ ra mắt chiến thần. Cô đang sợ gì vậy? Tôi đáng sợ vậy sao? Đứng lên đi. Ngày sao về sớm vậy? Sao, tôi về mà cô không vui à? Thuộc hạ không dám. Cô không dám, tôi lại thấy cô khá dám đấy. Rốt cuộc giao cô hai nhiệm vụ, cô đều không hoàn thành. Tôi chỉ đang chờ thời cơ, còn dám lừa tôi. Chiến thần xin ngài tha cho tôi. Cô không giết được Tần Phong, tôi có thể hiểu, dù gì anh ta cũng từng là cao thủ số 1 thiên bảng, tôi cũng không mong cô thành công. Đúng vậy. Tôi không phải là đối thủ của anh ta, Tần Phong để đó tôi lo. Nhưng những người bên cạnh anh ta, cô cũng không trừ khử được sao? Tôi cần cô để làm gì? Chiến thần, xin ngài tha cho tôi. Tha cho cô, ý cô là gì? Tôi muốn rút khỏi tổ chức. Cô quên phương pháp của tôi rồi sao? Không, tôi biết sự mạnh mẽ của ngài. Nhưng bao năm qua, tôi đã làm rất nhiều việc cho ngài. Tôi chưa bao giờ cầu xin ngài. Lần này là lần đầu tiên tôi xin ngài. Hãy để tôi ra đi. Tôi muốn sống cuộc sống của mình. Cô có biết việc rút khỏi tổ chức có nghĩa là gì không? Sẽ trở thành kẻ bị truy nã số 1. Bị truy sát cả đời. Cho đến khi chết. Biết rồi mà vẫn muốn ra đi. Tôi đã quyết định. Thế giới này không có thuốc hối hận. Tôi hiểu, xin chiến thần hãy thành toàn. Lại thêm một người nữa muốn rời bỏ tôi. Khốn kiếp.
Nể tình cô đã theo tôi, bao nhiêu năm qua, tôi có thể cho cô một cơ hội sống. Kinh mạch của tôi đã bị phá hủy. Làm sao tôi có thể thoát khỏi sự truy sát? Đây chính là cơ hội cô cho tôi sao? Tôi thực sự muốn cho cô cơ hội. Nhưng cô đã phản bội tôi, đây là hình phạt của cô. Từ bây giờ, trong vòng 3 ngày, cô sẽ trở thành kẻ bị truy nã hàng đầu. Nếu cô có thể dựa vào thân thể này mà sống sót, thì xin chúc mừng cô. Cô có thể trở thành một cô gái bình thường. Có thể tìm một người đàn ông bình thường, kết hôn và sinh con, sống một cuộc sống bình thường. Còn tình cảm giữa chúng ta không chỉ là cấp trên cấp dưới, mà còn có một chút tình thân. Tôi sẽ cho cô thêm 3 phút, hãy chạy đi, 3 phút nữa. Cuộc truy sát sẽ chính thức bắt đầu. Tôi sẽ sống thật tốt. Hy vọng là vậy. Tham kiến Phượng Cửu. Từ bây giờ, truy sát bị nương hàng chín, dù sống hay chết. Rõ Phượng Cửu. Một bác sĩ, một người phụ nữ có con, Tần Phong, gu của anh thật đặc biệt. Vậy thì để họ lại cuối cùng, từ từ chơi đùa. Làm nhiều thế này làm gì, tôi ăn không hết đâu, anh vất vả tôi còn không biết sao, ăn đi, được. Mẹ ơi, bao giờ mẹ hỏi chú Tần Phong? Đợi dọn hàng xong mẹ sẽ hỏi. Con thật muốn biết sớm, chú Tần Phong có đồng ý hay không, được rồi đi chơi đi. Anh đẹp trai ghép bàn được không? Tất nhiên rồi. Viện trưởng, sao vậy không chào đón tôi à? Không, hoan nghênh, chỉ là không ngờ ở nơi này, lại gặp được cô. Ngồi đi. Bảo sao anh không ăn cơm hộp của bệnh viện, tay nghề này cũng quá đỉnh rồi. Tần Phong, nhanh nếm thử món mới tôi sáng chế. Viện trưởng Bạch, cô Phương tay nghề của cô thật đỉnh. Viện trưởng Bạch, sao cô tìm được chỗ tôi? Tất nhiên là Tần Phong bảo tôi đến, nếm thử tay nghề của cô. Tôi không có gọi cô đến, tôi gọi cô đến lúc nào? Có lẽ anh bận quá nên quên, hôm nay quá vất vả, đến ăn chút thịt bổ sung, tôi tự ăn được. Cô Phương cô không bận việc sao, đứng đây làm gì, viện trưởng Bạch và bác sĩ Tần. Có quan hệ gì thế, chúng tôi có quan hệ gì, chẳng lẽ cô không nhìn ra sao, thôi thử món này nha. Cô có muốn nếm thử cái này không? Thật sự không nhìn ra. Tần Phong là người như vậy, không phải ngại ngùng đâu, bình thường anh ấy không như vậy, đúng không? Bác sĩ Tần, ngày kia trên núi Đào Hoa có lễ hội hoa đào. Cảnh ở đó rất đẹp. Chúng ta cùng đi cắm trại nhé. Cắm trại à, nghe có vẻ hay đấy. Không được, Tần Phong anh không được đi. Tại sao lại không được đi? Viện trưởng Bạch xin cho tôi một lời giải thích. Bởi vì ngày kia anh ấy phải đi làm, Tần Phong là bác sĩ, tài năng nhất của bệnh viện, không thể nghỉ phép. Nhưng tôi nhớ ngày kia, bác sĩ Tần hình như được nghỉ phép mà. Đúng rồi, tôi cũng nhớ ngày kia tôi được nghỉ mà, anh. Vậy, đi chứ, cô ấy thậm chí còn tính cả lịch trực. Thật là mưu mô, người phụ nữ này, mặc dù đã có con lớn thế rồi, nhưng nhìn vẫn rất xinh đẹp, dáng người cũng giữ tốt. Hơn nữa, lỡ như Tần Phong lại thích thế này thì sao? Vậy chẳng phải tôi, nhưng trong tình yêu, mọi người đều có thể cạnh tranh. Bạch tiểu thư, tôi sẽ không vì cô trẻ đẹp, mà từ bỏ đâu, phụ nữ đúng là rắc rối, muốn chạy quá. Tần Phong, anh vẫn chưa trả lời tôi, đi hay không đi? Tôi, Tần Phong anh không được đi, anh đã hứa với tôi rồi, ngày kia sẽ đi xem, buổi hòa nhạc của Sư Nhất Mẫn. Tôi vẫn chưa hứa, không anh đã hứa rồi, Tần Phong anh ấy chưa hứa mà, vậy chúng ta đi núi Đào Hoa. Cô có biết trước sau không, anh ấy hứa đi buổi hòa nhạc với tôi trước, không phải đi với cô. Cái gì núi Đào Hoa chứ, vừa rồi rõ ràng anh ấy nói là chưa hứa với cô, tại sao lại đi với cô trước, anh ấy cũng chưa đồng ý với cô mà. Đi xem hòa nhạc, đi núi Đào Hoa, đi xem hòa nhạc, đi núi Đào Hoa, anh ấy sẽ đi xem hòa nhạc với tôi. Bây giờ phải đồng ý với tôi rồi, cô quá chủ quan rồi đó, anh ấy sẽ không đồng ý, và sẽ không bao giờ đi với cô, đến núi Đào Hoa đâu, anh ấy sẽ đi với tôi, xem hòa nhạc của Sư Nhất Mẫn, đến nhanh vậy sao, anh ấy đã nói vậy à. Anh ấy không nói, vậy anh ấy có thể. Này, dừng lại, cảnh sát đến rồi. Cảnh sát nào chứ? Người đâu? Rõ ràng thấy, cô ta chạy về hướng này. Nói nhỏ thôi, đây là vị nương đứng hạng chín, không phải là cô gái bình thường đâu, cẩn thận đấy. Phượng Cửu đã hủy hết kinh mạch của cô ta rồi, trên người không có vũ khí gì cả, bây giờ bị thương nguy kịch, chẳng bằng một cô gái nhỏ. Mỹ nương cũng xinh đẹp, nhất nhì ám bảng. Một lát nữa đừng vội, đợi anh em mình vui vẻ xong, rồi hắn ra tay, cứ vậy đi. Chó săn.
Ngụy nương, lâu rồi không gặp, mới một năm thôi mà, cũng chưa lâu lắm. Em, tại sao phản bội Phượng Cửu? Em không phản bội cô ấy, em rời bỏ cô ấy chính là phản bội. Anh thật sự không đành lòng giết em, vậy anh sẽ tha cho em. Cũng không thể, dù thật sự anh rất thích em, nhưng lệnh của Phượng Cửu anh không dám không tuân. Chẳng phải là vì cô ấy là người đứng đầu ám bảng, còn anh chỉ đứng thứ tư. Sức mạnh của Phượng Cửu vượt qua cả ám bảng và thiên bảng. Cô ấy đã đạt đến cảnh giới tạo hóa thần, người từng đứng đầu thiên bảng trước mặt cô ấy cũng chỉ biết quỳ xuống cúi đầu. Trên thế giới này không ai có thể cứu được em. Xin lỗi, anh phải tự tay giết em, người yêu của tôi. Thứ tư ám bảng chỉ có thế này. Nói nhiều quá. Biểu cảm này thật tuyệt, nhìn biểu cảm này xem, đang cho người khác thấy được sự tự tin vì đã thành công. Anh không phải là biểu cảm tuyệt vọng này, thật sự thú vị vô cùng. Không phải anh yêu tôi sao, tại sao lại hành hạ tôi như thế này, tại sao không mau giết tôi luôn đi, anh chỉ muốn giữ lại chút kỷ niệm. Nếu như em thật lòng muốn chết, để anh tiễn em đi ngay bây giờ, ra tay đi. Khoan đã, chuyện gì? Tôi có một bí mật giữ kín từ lâu, luôn muốn nói với anh. Thực ra em cũng thích anh. Từ 8 năm trước mới vào ám bảng, anh đã chăm sóc em suốt 1 năm, em mới dần thích nghi. Anh là ân nhân của em. Muộn rồi, sao em lại nói những lời này? Dù bây giờ em có nói những lời này, anh cũng không thể tha cho em, vì không ai dám trái lệnh Phượng Cửu. Không, em không muốn sống. Em chỉ muốn trước khi chết, anh có thể hôn em một lần, được không? Giờ thì nguyện vọng của em, anh đã giúp em thực hiện rồi. Tiếp theo anh sẽ Ngụy nương, em đã làm gì? Son môi bí truyền của tôi, mùi vị thế nào? Nó là kịch độc đấy. Tần Phong, hy vọng tôi có thể gặp anh lần cuối. Tần Phong đâu rồi? Là cô dọa anh ta bỏ chạy rồi. Rõ ràng là cô thì có. Thôi đừng đợi nữa, về đi, tôi dọn hàng. Cô Phương, không phải tôi khuyên cô đã từng kết hôn rồi. Còn Tần Phong là một chàng trai tân, hai người căn bản không hợp nhau. Kết hôn rồi thì sao? Tôi đã quá chồng, bây giờ tôi độc thân. Hơn nữa, ai nói rằng đã kết hôn thì không thể tìm người đàn ông khác? Nhưng cô đã có con rồi, có con thì sao? Tôi có khả năng kiếm tiền nuôi nó, tôi sẽ không để nó trở thành gánh nặng của Tần Phong. Nó không phải con ruột của Tần Phong, cô hiểu không? Tần Phong sẽ không quan tâm đâu, anh ấy chắc chắn sẽ coi cô như con ruột. Hơn nữa, nếu anh ấy thực sự muốn, tôi có thể sinh cho anh ấy một đứa nữa. Cô, tôi là viện trưởng, tôi ở cạnh Tần Phong mỗi ngày, tôi gần gũi với anh ấy. Xin lỗi, mỗi ngày sau khi tan ca, Tần Phong đều đến chỗ tôi ăn cơm. Tần Phong sẽ không đi cùng cô đến núi đảo hoa gì đâu, anh ấy chỉ đi cùng tôi xem hòa nhạc của Sư Nhất Mẫn thôi. Sư Nhất Mẫn gì chứ, anh ấy là con trai, không nhất định phải thích Sư Nhất Mẫn. Nghe kìa, có người đàn ông nào ở đại hạ mà không thích Sư Nhất Mẫn đâu. Còn cơm chiên không? Sư Nhất Mẫn, Phượng Tuyết, tôi có phải hoa mắt không? Tôi cũng là fan, chỉ là từ khi có con thì không theo đuổi thần tượng nữa. Các cô nhận ra tôi sao? Chị là Sư Nhất Mẫn thật à? Ngày kia là buổi biểu diễn của tôi ở Mân Châu, vừa tập hát xong muốn ra ngoài ăn khuya. Một người quan trọng như chị sao lại đến chỗ này mà cũng không mang theo vệ sĩ gì cả? Gặp kẻ xấu thì nguy hiểm lắm. Đồ ăn ở khách sạn tôi ăn ngán rồi. Hơn nữa, quầy hàng này là một người bạn rất quan trọng của tôi đặc biệt giới thiệu. Bạn của chị giới thiệu sao? Một nơi như thế này mà tiếp đón bạn của chị, anh ta còn giới thiệu chị đến đây. Đúng vậy, anh ta thường đến đây. Viện trưởng, sau này không dám coi thường quầy hàng nhỏ của tôi nữa rồi. Chị ngồi xuống đi, tôi sẽ làm chút đồ ăn cho chị. Tôi cũng đi, được nấu ăn cho thần tượng là vinh dự cả đời của tôi. Các bạn đang xem phim trên kênh Cường Mập TV, chúc các bạn xem phim vui vẻ. Đúng rồi, lúc tôi vừa đến, tình cờ thấy hai người đang cãi nhau về một người đàn ông. Tôi rất tò mò, rốt cuộc là ai có sức hút lớn như vậy, khiến hai cô gái xinh đẹp như vậy phải tranh cãi. Chạy đi đâu? Không ngờ, cả các cô cũng đến. Ngụy nương, đến đây thôi, chúng tôi không phải kẻ ngốc như thần cơ đạo. Đừng tiếp tục cố gắng vô ích, điều này chỉ làm cô thêm đau khổ. Tôi chỉ muốn sống. Tôi sai sao, cô gái tội nghiệp. Thế giới này rất tàn nhẫn. Người sai là thế giới này, không phải là cô. Tôi cầu xin các người, cho tôi sống thêm một lúc được không? 3 tiếng, à không, 2 tiếng thôi, có ý nghĩa gì không? Tôi chỉ muốn gặp một người, lần cuối cùng. Chỉ một lần nữa thôi.
em gái, em không sao chứ, ba mẹ em đâu, ba mẹ đều đuổi em đi. Anh biết một nơi, ở đó có nhiều người, giống như chúng ta, anh dẫn em đi, em có đi không? Được. Anh trai, anh tên gì? Anh tên là Tần Phong. Xin lỗi Mị Nương, chúng tôi không thể trái lệnh của Phương Cửu, nếu đệ cô ấy biết, chúng tôi thả cô đi, thì cả ám bảng, có lẽ sẽ không cần, phải tồn tại nữa rồi, tôi thật sự không lừa các cô. Tôi biết mình chắc chắn sẽ chết, tôi chỉ muốn gặp một người, lần cuối, chỉ là một nguyện vọng đơn giản vậy thôi, cũng không thể sao, không thể. Tạm biệt, tôi thật sự rất muốn gặp, anh Tần Phong. Lão quỷ, đã xảy ra chuyện gì? Tôi đứng thứ hai ám bảng, mà lại bị người ta tập kích, bộ dạng yếu đuối như thế này của cô, chẳng giống cô chút nào. Anh Tần Phong, em đang mơ sao, hay là điều ước của em đã được trời nghe thấy trong khoảnh khắc này? Nếu không, làm sao anh có thể từ trên trời xuống cứu em? Chuyện gì mà trời biết đất biết chứ? Vì tôi gọi cho cô, mà cô không nghe máy, nên tôi đoán là cô gặp chuyện. Hóa ra, anh vẫn chẳng biết lãng mạn gì cả, chết đến nơi rồi, còn lãng mạn gì nữa? Đi thôi, tôi đưa cô về chữa trị. Là anh, điện chủ Quần Côn, Phong Lăng Thiên Hạ. Tên nghe quê mùa quá, trước đây tôi nghĩ, nghe có vẻ oách, bây giờ thấy thật trẻ con. Lúc nào cũng muốn đặt một cái tên để tỏ ra mình rất ngầu, sức mạnh của anh là không thể phủ nhận. Bây giờ Mỹ Nương là kẻ bị truy nã, tôi đã gặp rồi, thì không thể nào bỏ qua được. Trước đây tôi cũng là kẻ bị truy nã hàng đầu của các cô mà, các cô không làm gì được tôi, cũng không có cách nào cả, chúng tôi không thể làm gì anh. Cho nên, bây giờ anh sẽ được đích thân Phương Cửu xử lý, không còn trong danh sách truy nã. Vậy các cô còn chờ gì nữa? Tần Phong, tuy chúng tôi không bằng anh, nhưng hai người chúng tôi, một người hạng 3 một người hạng 2 ám bảng, chỉ sau Phương Cửu và anh, chúng tôi liên thủ lại, anh chưa chắc đã toàn thây. Anh Tần Phong, được gặp anh, em đã rất mãn nguyện rồi. Anh không biết đâu, bây giờ, thực lực của 5 người đứng đầu ám bảng không còn như trước nữa. Còn anh 1 năm trước, sau khi giải tán điện Quần Côn, không còn tu luyện nữa. Em không muốn anh gặp nguy hiểm, anh mau đi đi. Ai nói 1 năm nay, tôi không tu luyện, em luôn theo dõi anh. Ngoài công việc ra, anh chỉ có ngủ thôi. Trong năm qua, tôi lúc nào cũng đang tu luyện, không nhất thiết phải luyện thân, tu tâm cũng là tu luyện. Chỉ với hai kẻ yếu này, tôi không thèm để vào mắt. Lão quỷ, phải chiến đấu, vì danh dự, lên. Anh đúng là cảnh giới tạo hóa thần. Hóa thần cái gì đó, tôi không biết, các người đang nói gì, xem ra trên thế gian này, chỉ có Phượng Cửu mới đánh lại anh, chúng tôi, quá yếu kém, biết mình yếu, còn xếp ám bảng thiên bảng cái gì, trong thế giới này, trời ngoài trời, có lẽ trong mắt các người, tôi có chút thực lực, nhưng trong mắt những cao thủ ẩn danh, tôi chỉ là kẻ nhỏ bé, đừng nghĩ rằng có chút thực lực, là vô địch thiên hạ, tôi nói cho cậu biết, trong giới thiên nhân, phải biết khiêm tốn, anh dạy đúng, chúng tôi đã nhìn rõ thực tế, không thể lay chuyển được anh, xin anh, cho chúng tôi chết nhanh chút, bây giờ tôi là bác sĩ, chỉ cứu người không giết người, nếu anh đi như vậy, chúng tôi chỉ là những kẻ vô dụng, nhiệm vụ thất bại, Phượng Cửu cũng sẽ không tha cho chúng tôi, thà chết trong tay anh, còn hơn chết trong tay Phượng Cửu, cũng phải, Phượng Cửu thích giết người, bằng cách chặt từng mảnh, nhưng bây giờ tôi chỉ cứu người, phải làm sao đây, tôi sẽ chỉ cho các người một đường sống. Xin cô nói, hãy giống như tôi, rời khỏi ám bảng. Rời khỏi Phượng Cửu, nếu chúng tôi phản bội Phượng Cửu, chúng tôi sẽ giống như cô, bị truy sát không ngừng. Hậu quả không thể lường trước. Dù Phượng Cửu lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một người, nếu cả ám bảng, tất cả đều tan rã, cô ấy cũng không thể xoay sở được. Cảm ơn. Vết thương nặng thế này sao, Phượng Cửu à Phượng Cửu. Lần này cô làm thật là quá đáng lắm rồi. Cuối cùng cũng giữ được mạng. Xem ra cứu Tiểu Mỹ đã tiêu tốn không ít công lực. Anh Tần Phong, đừng bỏ em lại. Tôi ở đây, sao anh bỏ em? Em không muốn học võ công, em cũng không muốn giết người, em chỉ muốn ở bên anh. Thiếu chủ, có gì dặn dò, giúp tôi chăm sóc Tiểu Muội. Tôi phải theo sư phụ ra ngoài du ngoạn, sau này anh cần phải dạy cô ấy khả năng sinh tồn trong thế giới này. Vâng, thiếu chủ. Sau này phải tự chăm sóc tốt cho bản thân. Anh Tần Phong, đừng bỏ em lại. Xin lỗi Tiểu Mỹ, năm đó tôi bận nhiều việc, không thể chăm sóc cô. Hơn nữa thế giới hiểm ác, không thể chăm sóc cô tới suốt đời, nên mới để cô học khả năng tự bảo vệ mình. Bây giờ nhìn lại, là tôi sai rồi. Tần Phong, Tiểu Mỹ, sao cô ấy lại ra nông nỗi này? Cô ấy gặp một tai nạn nghiêm trọng, may mắn là không có gì nguy hiểm cả, vậy thì tốt rồi. Bạch Kiệt, chúng ta ra ngoài đi, để cô ấy nghỉ ngơi. Tôi từng nghĩ, đối thủ của tôi là Phương Tuyết, hóa ra là Tiểu Mỹ sao? Không đúng, Tần Phong là một người đàn ông rất dịu dàng, anh ấy tốt với mọi người, có lẽ trong lòng anh ấy, tôi hay Phương Tuyết thậm chí là Tiểu Mỹ, hoặc là bệnh nhân, đều thuộc một loại người, một loại cần, dịu dàng và chu đáo, không có gì đặc biệt cả. Có vẻ như chúng ta đều xuất phát từ cùng một điểm. Tôi nhất định sẽ cố gắng. Tỉnh lại rồi, uống nước đi.
hai người không có việc gì làm sao? Canh chừng ở đây làm gì, chúng tôi chỉ lo cho anh thôi. Không sao. Đúng rồi. Tiểu Mỹ gặp chuyện rồi, ngày mai tôi cũng không có tâm trạng, đi xem với các cô nữa. Buổi cắm trại núi đảo hoa ngày mai, chúng ta không cần đi nữa. Thật sao vậy thì tốt quá. Này, hai người làm sao, thuyết phục được nhau vậy? Nhờ có một người bạn khuyên nhủ, bây giờ chúng tôi đều nghĩ thông suốt rồi. Đúng vậy, tôi không thể vì anh có chút xuất sắc mà để anh nghĩ rằng chúng tôi đang chịu thiệt. Đúng vậy, đừng chịu thiệt nữa. Người bạn của các cô thật giỏi, còn có thể thuyết phục hai người. Vậy anh có muốn gặp không? Thôi đi, tôi không hứng thú. Anh sao lại không có chút tò mò nào vậy? Tôi nói anh nghe, người bạn này của tôi thật sự rất giỏi, còn rất nổi tiếng. Cô ấy với tôi chẳng liên quan gì đến nhau cả. Anh Tần Phong, anh dám cược với tôi không? Có gì để cược chứ, anh không thể hợp tác với tôi một chút sao? Được thôi, cược gì đây? Cược là sau khi anh gặp bạn tôi nhất định sẽ kinh ngạc. Cô ấy giỏi thế sao? Cô đã thành công làm tôi tò mò. Ngày mai cô ấy hẹn chúng ta đi ăn, cô ấy bảo mang theo cả anh nữa. Được thôi, tôi cũng muốn xem cô ấy làm tôi kinh ngạc thế nào. Hai người quen, người bạn giàu có này khi nào vậy? Căn nhà này tôi thấy có vẻ khá đắt. Gặp bạn tôi, nhớ phải giữ kẽ, đừng làm mất mặt chúng tôi. Bạch Kiệt nói đúng đấy. Đến lúc đó, dù anh có hưng phấn thế nào, cũng phải kiềm chế. Hai người, bí hiểm quá, như sắp gặp đại nhân vật vậy. Đi thôi. Gõ cửa đi, để tôi gặp thử xem. Đi nào. Nhất Mẫn, đây chính là người bạn trai chúng tôi đã kể. Tần Phong, đừng cứ nhìn người ta chằm chằm như vậy, rất bất lịch sự, bỏ qua cho anh ấy đi. Dù sao thì được gặp trực tiếp thần tượng, ai mà không ngớ người ra chứ. Tôi còn chưa giới thiệu với cô nhỉ. Anh ấy tên là Tần Phong, lâu rồi không gặp. Phượng Cửu, hai người quen nhau à? Đừng đứng mãi ở đó nữa, vào đi. Tần Phong, có chuyện gì thế? Anh không nhớ em chút nào sao? Nhớ, vậy tại sao không chủ động tìm em? Vì anh sợ nếu tìm em, anh sẽ nhớ em hơn. Anh có biết khoảng thời gian anh không ở đây em đã phải chịu đựng thế nào không? Bây giờ anh cuối cùng đã trở lại rồi, chúng ta đừng chia xa nữa, được không? Để họ về trước rồi chúng ta nói chuyện cũ được không? Hay là chúng ta về thôi, tôi cũng nghĩ vậy. Chuyện gì thế này? Không biết nữa, là gió à? Đừng đi mà, cuộc hội ngộ của chúng tôi cần có các cô chứng kiến. Nhất Mẫn, chúng tôi không biết, hai người đã quen nhau từ trước cho nên chúng tôi không nên làm phiền hai người thì hơn. Hãy để chúng tôi về đi, em lại còn là một ngôi sao lớn, anh hoàn toàn không biết gì. Chẳng qua là anh chưa bao giờ quan tâm, nhưng đó cũng là nét cuốn hút của anh. Để họ rời đi, em không muốn, khó khăn lắm em mới tụ họp mọi người lại được, sao có thể dễ dàng để họ rời đi chứ. Nhưng chuyện giữa chúng ta không cần liên quan đến người khác, họ không phải người ngoài. Một bác sĩ, một người phụ nữ bán cơm trên quá chồng. Tần Phong, anh rời bỏ em chỉ để đi cùng với những người phụ nữ hèn mọn này sao? Sự Nhất Mạn, dù cô là ngôi sao lớn, nhưng tôi và Phương Tuyết không nghĩ rằng cô cao hơn chúng tôi chỉ vì địa vị của cô. Xin đừng hạ thấp chúng tôi, nếu mục đích của cô làm vậy chỉ để hạ thấp chúng tôi trước mặt Tần Phong để nâng cao bản thân thì cô sai rồi. Phương Tuyết đừng nói nữa, tôi phải nói, tôi không biết cô và Tần Phong có khúc mắc gì, nhưng nếu anh ấy thả ở cùng chúng tôi những người phụ nữ hèn mọn này mà rời bỏ cô thì có nghĩa là cô còn không bằng chúng tôi. Phượng Cửu, bình tĩnh lại. Sao nào, thương cho hai cô tình nhân bé nhỏ của anh? Không phải, họ chỉ là bạn bình thường, chỉ là bạn thôi sao? Anh còn dám lừa tôi, anh dám thề trước trời đất rằng với hai người phụ nữ này, ngoài quan hệ bạn bè, anh không có tình cảm nào khác sao? Anh, 3 năm trước, anh lại dám vào ngày chúng ta kết hôn, bỏ trốn, biến tôi thành trò cười, và bây giờ thì còn lén lút với người phụ nữ khác. Tần Phong, tôi muốn anh cho tôi một lý do. Không có lý do đặc biệt nào cả, anh chỉ cảm thấy rằng em và anh không cùng một thế giới, em coi mạng sống con người như cỏ rác, coi tình thân như vô hình. 5 năm tuổi, em có thể không chút cảm xúc giẫm chết một con chó nhỏ, xé xác một con thỏ. 5-6 tuổi, em suýt chút nữa giết chết người bạn đã chơi cùng chúng ta từ nhỏ, không chút nương tay. Sao anh có thể tiếp tục đi cùng em? Tôi là Phượng Cửu, là người đứng đầu ám bảng, tôi phải chịu trách nhiệm với thân phận của mình. Tôi có thể tàn nhẫn, nhưng tôi chân thành với anh. Xin lỗi, chúng ta không hợp nhau. Bây giờ hãy rời khỏi Vân Châu, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Nếu tôi không đi thì sao? Thì tôi chỉ có thể mời em tự mình rời đi thôi. Anh cũng đột phá cảnh giới tạo hóa thần sao? Đây là điểm tựa của anh à? Đúng vậy, hơn nữa thân thể thuần dương của tôi trời sinh khắc chế cực âm của em, bây giờ em không phải là đối thủ của tôi. Vậy thì ra tay đi. Hai người họ thật đáng sợ, bố tôi nói Tần Phong là cao nhân, bây giờ xem ra đúng là vậy, chúng ta không phải là người cùng một thế giới, liệu chúng ta có chết không? Làm sao tôi biết được? Tần Phong, tôi ghét anh, vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao anh lại phụ lòng tôi? Năng lực ma vương của Phượng Cửu sẽ tăng vô cùng nhanh cùng với cảm xúc tiêu cực của cô ấy, nếu bây giờ tấn công, không chắc có thể kiềm chế cô ấy hoàn toàn, và một khi đã tấn công, chỉ khiến cô ấy bị kích thích mạnh hơn, thậm chí có thể khiến cô ấy tẩu hỏa nhập ma, khi đó mọi thứ đã quá muộn. Anh không định tấn công sao? Tôi không thể làm điều đó, nhưng giữa chúng ta phải có một sự kết thúc.
Em muốn làm gì? Rất đơn giản, giết cả hai người đó, rồi quỳ xin lỗi tôi. Em biết tôi không thể làm thế, thế thì tôi lui một bước, cho anh một bài tập chọn lựa. Em nói xem, hai người này, không, còn có cô bé nằm trong bệnh viện. Trong ba người đó, anh phải lựa chọn, giết một người, chỉ cần anh chọn xong, hai người còn lại sẽ sống. Em làm thế có ý nghĩa gì không? Có ý nghĩa là làm cho anh, mỗi lần nghĩ đến việc này, đều cảm thấy vô cùng đau khổ. Đó là sự trả thù của tôi, còn lựa chọn nào khác không? Không còn, tôi bây giờ chỉ cho anh ba lựa chọn, nếu anh còn không chọn, tôi sẽ chọn giúp anh. Sức mạnh của sự giận dữ, thật là đáng sợ, Phượng Cửu sắp bùng nổ rồi, làm thế nào để phá vỡ cục diện đây? Chọn tôi sẵn sàng chết, cho hai người khác sống, không tôi cũng có thể, chọn tôi đi, cô còn phải chăm sóc cô nữa. Cô tôi đã giao cho bà nội rồi, dù không có tôi, con bé cũng có thể sống tốt. Chọn tôi đi, Tần Phong, anh còn chưa chọn sao? Tôi chọn xong rồi, rất tốt, nói ra lựa chọn của anh đi, lựa chọn của tôi là... dùng mạng của tôi, đổi lấy mạng của họ. Tần Phong, sao anh ngốc thế, tại sao lại không quý trọng mạng sống của mình như vậy? Tại sao? Bởi vì chỉ có như vậy, tôi mới có thể cứu họ, nhưng em chỉ rất tức giận thôi, em không muốn anh làm thế, đồ ngốc. Em không cho phép anh chết, hy vọng em tha cho họ. Anh xin em, Phượng Cửu, chúng ta kiếp sau gặp lại. Em không cho phép anh chết. Tần Phong, anh tỉnh lại đi. Tất cả là do em ép anh quá. Tần Phong, nhờ các cô chôn cất anh ấy. Đừng chết mà Tần Phong, đừng chết mà, Tần Phong đừng làm tôi sợ. Cô ấy đi rồi chứ, may mà dùng kỹ thuật nín thở, lừa được cô ấy. Phượng Cửu, chỉ cứ thế mà tha cho họ như vậy sao? Thật ra tôi chỉ muốn xem anh ấy sống thế nào. Giờ thấy anh ấy ổn thì cứ để anh ấy đi. Có vẻ như chị vẫn yêu anh ấy lắm. Bạn từ nhỏ, từ lúc không biết gì, làm sao không yêu được? Tiếc là anh ấy không hiểu tấm lòng của chị. Mà Phượng Cửu, có khá nhiều người từ ám bang rút lui. Chỉ cần em sử dụng nguồn lực của Điện Quần Côn để loại bỏ họ không? Không cần đâu, ám bang từ đầu đã là một tổ chức không sạch sẽ. Lần này cứ để lại bỏ bớt đi. Nhưng người không muốn theo, không cần để ý đến họ. Vâng điện chủ. Bé con, đến. Cắt bánh. Con muốn đợi một chút. Cô con đang đợi gì thế? Con muốn đợi một cô gái xinh đẹp. Cô ấy nói khi con sinh nhật, cô ấy sẽ đến. Cô gái xinh đẹp,